tại chùa Pháp Lâm, Ban Hoằng pháp Trung ương phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ Hoằng pháp năm 2023 cho khu vực miền Trung, gồm các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận và năm tỉnh Tây Nguyên. Dự buổi lễ có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Khóa tập huấn nghiệp vụ Hoằng pháp lần này tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên Ban Hoằng pháp các tỉnh thành miền Trung Tây Nguyên nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu từ chư Tôn Đức trong ngành Hoằng pháp, đồng thời nắm rõ những quy chế hoạt động, quy tắc thuyết giảng. Bên cạnh đó, được chư Tôn Đức Trung ương triển khai về hành chánh giáo hội và đội quy Ban Tăng sự Trung ương để mỗi thành viên nắm rõ khi làm công tác Hoằng pháp. Thời gian tới, Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng cũng sẽ tổ chức khóa học Phật pháp căn bản tại các quận huyện cho cư sĩ Phật tử trong toàn thành phố nhằm phổ cập giáo lý căn bản một cách có hệ thống và nền tảng, giúp cho các cư sĩ Phật tử có điều kiện hiểu đúng và biết cách ứng dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng bày tỏ kỳ vọng qua khóa tập huấn này, các chư tăng ni có thể học hỏi từ các bậc lãnh đạo trong giáo hội để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong truyền bá chánh pháp. Đồng thời kỳ vọng Phật giáo thành phố Đà Nẵng tiếp tục khởi sắc, vững bước trên con đường phụng sự đạo pháp, phụng sự dân tộc, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng vững mạnh. Dịp này, Ban tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ Hoằng pháp cũng đã trao tặng hai nhà đại đoàn kết cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Thông qua đó nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội.